các bạn thấy tò mò không? Khá là to. Ok, con nhận cái shop bên ngoài này. Tâm Việt kính chào khách quý. Hi, chào các bạn đã đến với kênh Tâm Việt. Lại là Sang đây bạn ơi. Mình tiếp tục, hôm nay chúng ta sẽ review một sản phẩm micro. Và hôm nay không phải là hàng của Davidson nữa, mà chính là của Sobot. Bạn thấy không ạ? Đấy, mà thấy to mà, hộp rất là to và màu rực nhất là đẹp nhé, màu sắc rất là đẹp, thiết kế cũng rất là to nè. Đó, màu sắc cũng như là hộp nè, các bạn thấy mà. Đó, nhìn có vẻ rất là hoành tráng đấy. Mà không biết bên trong của sản phẩm này chúng ta sẽ có gì. Ok, bạn có đoán ra tên của sản phẩm Sobot này chúng ta là gì không ạ? Mình cũng chưa hình dung ra được và cũng chưa thể biết được tên sản phẩm này là gì cả. Rồi, các bạn có tò mò không? Ok, hãy cùng Sang xem qua một vài hình ảnh của sản phẩm mic này nhé. Sobot này chúng ta rồi, các bạn có đoán được tên không ạ? Ok, đây chính là dòng Sobot SMA2 bạn nha. Ok các bạn, xem sản phẩm này có gì trong đây mà sao lại to như thế này các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ không để mất thời gian các bạn nữa và mình sẽ bắt đầu tiến hành làm mở hộp sản phẩm này ra thôi. Wow, khá là to. Ok, có những miếng xốp bên ngoài thì giúp bảo vệ sản phẩm trong quá trình di chuyển. Và đây đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó chính là của đầu thu của sản phẩm chúng ta, khá là to bự các bạn nhé. À, ok, đối với sản phẩm đầu to này mình nghĩ sẽ giúp cho âm thanh ra được tốt hơn và cũng như là giúp cho âm thanh chúng ta hay hơn nhé. Rồi các bạn, bộ điều chỉnh luôn các bạn, trên đây sẽ hiện volume A của A và volume của mic B bạn nhé. Cuốn này rất phù hợp để phía trên của ly của gia đình chúng ta. Các bạn thì đằng trước thì chúng ta cũng có cái màn điện thị đây, các bạn màn điện thị nè. Ok, này là các tần số của mic, màn hình hiển thị của mic. Ok các bạn, bên đây là công tắc mở nguồn, tắt nguồn. Đây, các bạn có thể quan sát rõ hơn như thế này đây, màu đen hết nha bạn nha. Thì đằng sau chúng ta có các cổng như là ghi được thêm mic A, mic B. Đây bạn nha. Và chúng ta có một cổng mic như thế này, chúng ta sẽ kết nối xuống cổng mic của âm ly. Đây, để mình kết nối với mic không dây chúng ta đó. Đó, âm thanh sẽ được truyền từ đây xuống âm ly. Các bạn, và đây chính là cổng nguồn 12V DC. Và chúng ta có hai anten rời bạn nha. Chúng ta có thể tháo gỡ được như thế này đây. Mình sẽ lấy anten cho bạn xem. Ok các bạn. Sẽ một bên. Qua wow, cho đây có một lớp nữa đây. Chúng ta có sách hướng dẫn nha bạn nha. Đó, như thế. Đây chính là hai cái anten rời của sản phẩm chúng ta đây các bạn ơi. Đây bạn thấy không ạ? Ok, đây. Hai cái anten rời. Chúng ta gắn đi vô đây. Chúng ta sẽ gắn vô đây rồi nhé. Đó. À, cũng khá là dễ dàng lắp ráp như thế này thôi. Ok, mình sẽ gắn mỗi một cây thôi bạn nhé. Cây lại tương tự vậy, các bạn thấy không? Đó, như thế, chúng ta chỉ cần gắn vào có một cái khớp như thế thôi. Ok các bạn, rồi, đây mình gỡ ra. Cũng khá là dễ dàng. Ok các bạn, rồi, bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo. Mình sẽ nói về mic nha các bạn, xem mic có gì. Rồi, để một bên nào. Rồi, mình sẽ để lại anten luôn nhé. Và đây, sản phẩm chúng ta gồm hai micro và mình sẽ nói một mic này trước và mic kia cũng tương tự như vậy các bạn nha. Ok, đối với micro chúng ta sẽ có là màu đen và hơi bóng bóng như thế này, đen nhám nhưng mà cũng hơi bóng bóng. Ok các bạn, đầu micro chúng ta màn lưới cũng màu đen luôn bạn nha. Công tắc đây. Đây chúng ta còn là phím kẹp vật lý nữa mà là phím bấm vật lý bạn nha, phím ấn nha. À, mà sẽ có màn hình hiển thị LED đây. Ok các bạn. Rồi, để xem xài pin gì đây. Chúng ta xài pin tiểu rồi nha, các bạn có thể dễ dàng thay thế pin trong quá trình chúng ta sử dụng hát liên tục. Ok các bạn. Rồi, mic chúng ta là mic UHF để giúp cho chúng ta đỡ nhiễu và nói chung là sẽ tiện hơn với mic VHF rồi nha, sẽ không ít nhiễu hơn sản phẩm VHF. UHF thì thường thường số sẽ cao và đỡ nhiễu hơn nhiều. Các bạn, đó thì cũng đơn giản, thiết kế mic thì cũng đơn giản và tay cũng khá là chắc chắn các bạn ạ. Đó, chắc chắn lắm. Để mình xem chất liệu nè. À, chất liệu chúng ta bằng kim loại luôn nha. Thân của chúng ta bằng kim loại luôn. Cầm có vẻ đầm tay đây. Ok, mic kia cũng tương tự như mic này. Mình sẽ nói một mic thôi. Thì thôi, tiếp theo chúng ta sẽ có tiếp đó chính là dây nguồn. Dây nguồn của sản phẩm chúng ta là 12V. Đây, đây này.
Rồi, tiếp theo dây rắc không để thiếu bạn nhé. Dây rắc hai đầu 6 ly. Một đầu chúng ta sẽ ghim vô đầu thu chúng ta và một đầu chúng ta ghim xuống cổng micro của âm ly. Ok, và được tặng theo hai bộ pin như thế này đây. Mỗi bộ hai cục pin, hai viên pin. Các bạn, bình tĩnh nhé. Rồi, cũng xong rồi bạn ạ. Thì đối với sản phẩm chúng ta thì cũng đơn giản vậy thôi. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, mình và các bạn sẽ cùng nhau chúng ta đi nghe âm thanh của sản phẩm này, của đầu thu này, bộ mic này xuống âm ly. Rồi, chúng ta đi thôi, xuống dưới nè. Ok các bạn ơi, mình đã xuống đây kết nối với sản phẩm bộ mic chúng ta với dòng loa đã rồi. Bây giờ bạn có lấy tên loa này mà, đây chính là mẫu loa Rosin G97. Ok, bạn có thể search từ khóa trên mạng hoặc YouTube, đó chính là loa Rosin G97 Tâm Việt. Sẽ hiện ra những thông tin về sản phẩm của chúng ta, về hình ảnh, âm thanh và cũng như là các chức năng khác nha bạn nhé. Các bạn để tham khảo trên đó về chi tiết về sản phẩm này. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại với sản phẩm và mic chúng ta, mình sẽ hét âm thanh từ mic xuống loa xem là âm thanh ra như thế nào để các bạn cảm nhận được rõ nhất nhé. Các bạn để tôi nghe vô. Các bạn, bây giờ bạn đợi mình vài giây, mình kết nối điện thoại của mình với loa của chúng ta nhé. Thì các bạn, mình đã kết nối xong thành công điện thoại của mình đối với loa rồi. Bây giờ mình sẽ hát karaoke một bài, đó là Buồn của anh các bạn nhé. Ok, mình sẽ mời các bạn cùng nghe. Người ơi tiền ơi, trời đi đâu để có niềm vui mỗi chán nỗi buồn. Hà sơn thu còn chưa kịp thay, lá kia sao lòng em đổi thay. Anh ở lại để ấm một mình nhớ thương. Ngày không em lòng anh tựa đông, xa băng theo chiều tan màu mưa. Một lần xa vòng tay của em là bao bao lâu. Nhìn vào mắt của em giờ đây, khóe mi anh lệ tuôn hận cay. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Bạn ơi, mình đã lên đây rồi. Ok các bạn, thì vừa rồi mình đã hát karaoke cho bạn nghe một bài hát rồi. Các bạn có cảm nhận được chất âm từ mic của chúng ta xuống với dòng loa G97 không ạ? Thôi các bạn hãy cho mình nhận xét bạn và ý kiến bạn dưới phần bình luận video nhé. Ok, đối với dòng mic support chúng ta sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm đối với bao mặt và bạn nha. Ok các bạn, rồi thì đến đây video của Tâm Việt bên mình cũng đã sắp kết thúc rồi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh loacastamviet.com để theo dõi video mới nhất trong quá trình tới và nhé. Các bạn góp ý cũng như là những ý kiến gì để góp ý cho Tâm Việt càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng phát triển, các bạn hãy để lại dưới phần mô tả video. Ok các bạn, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Loacastamviet xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại, hoặc chúng ta truy cập vào website loakéotamviet.com hoặc website điệnmáytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức loa kéo, giúp chúng ta em hiểu hơn về loa kéo và điện máy, ta mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com, vào website người đại diện uy tín của Tâm Việt, khách quý vui lòng truy cập vào nguyễntônquốctính.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì các quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì các quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Các quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể là cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo kéo Tâm Việt kính chúc cho các quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.